Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Chuyên đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nhà vườn đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì cứ đến hẹn lại lên đúng 8 giờ tối, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một mẫu nhà vườn đẹp hoặc một mẫu nhà ống đẹp hoặc là một mẫu nhà biệt thự đẹp trên kênh của chúng tôi. Các bạn chỉ cần vào trên YouTube gõ Kisato, bạn chỉ cần gõ Kisato đấy, và nút vào chuông thông báo, nút đăng ký để vào chuông thông báo để nhận được các cái mẫu nhà đẹp vào đúng 8 giờ tối hàng ngày. Và tôi xin chia sẻ lại mọi người, đây là tất cả những cái mẫu nhà mà đã được chủ nhà đồng ý thông qua và tiến hành đưa vào xây dựng. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng công trình. Và cứ đúng 8 giờ tối chúng tôi sẽ chia sẻ một mẫu nhà mới để các bạn có thể tham khảo cho công trình tương lai của mình. Đừng quên đăng ký các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái mẫu nhà vườn mà công ty chúng tôi thiết kế cho anh Khuất Bảng. Thì anh Khuất Bảng thì đang công tác ở bên nước ngoài. Thì anh có gọi điện cho chúng tôi về nhà anh để gặp bố anh để khảo sát cái khuôn viên khu đất của anh và lên cho anh với một công trình nhà vườn. Thì thi thoảng anh mới về thôi, và mục đích chính là anh xây cho bố anh đó. Thì còn đâu là thi thoảng anh mới về, nên cũng yêu cầu chúng tôi là làm sao mà vừa đủ công năng sử dụng và vừa làm sao cho cái khoản tiền mà anh đang dự định đầu tư cho công trình đó. Thì các bạn cùng ngắm qua cái phối cảnh phía bên ngoài của công trình này nhé. Thì công trình bên ngoài của công trình thì chúng tôi thiết kế cho anh ấy là vẫn là mảng tường chủ đạo là màu trắng ấy, kết hợp với một cái màu xanh lõn chuối rất là nhẹ nhàng này, và mái bên trên thì là màu cũng là màu xanh luôn. Ở đây thì chúng tôi phối làm sao cho nó hợp với mệnh và tuổi của gia chủ đấy. Thì các bạn nhìn thấy đây, từ cốt sân lên đến cốt nền nhà thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ là 5 bậc, tại vì anh có khoảng sân rất là rộng, làm sao mà khi mà khách đi vào trong công trình thì sẽ tôn lên cái vẻ đẹp công trình này bằng ngũ cấp đó, bằng chiều cao của công trình đó. Nếu mà công trình mà các bạn khoảng sân bé thì các bạn chỉ lên làm 3 bậc thôi, còn khoảng sân rộng như nhà anh Khuất Bảng ở đây thì các bạn nên làm 5 bậc. Ok, và các bạn nhìn ở đây tất cả cái khu vực cửa đi, cửa sổ và cửa thông phòng thì đều gia chủ đều sử dụng chất liệu bằng gỗ, gỗ palo kính hoặc gỗ palo đặc. Vì sau thì chúng tôi có góp ý cho anh là ở cái khu vực cửa sổ ấy, thì chúng ta lên bằng nhôm hệ thôi. Đấy, thì sau anh có chuyển thành cái phương án là nhôm sifa và chọn cái màu đồng màu với cái màu gỗ của cửa như thế này. Và các bạn thấy ở đây chúng tôi thiết kế cho anh ấy hai sảnh. Đấy, khu vực sảnh chính ở ngay gần khu vực cửa vào đây ạ. Đấy. Nhà anh ấy rất hay thì anh sẽ có hai lối đi vào, lối đi vào bên này, bên phải của màn hình các bạn hoặc ở bên trái màn hình các bạn. Đấy, là cũng là một cái ngõ có thể có lối đi vào được. Thì sau anh ấy mở một cái ngõ ở đây. Mở một cái cổng ở đây, ở cái ngõ phụ ở đây đó. Thì đây là cái sảnh chính mà chúng tôi thiết kế cho gia chủ. Thì mặt tiền thì các bạn nhìn vào sẽ thấy là ba hệ mái, và chúng tôi cũng làm cho anh ấy một cái khu vực sảnh phụ. Thì ở đây thì chúng tôi chỉ làm mái che thôi. Đây, đi vào thẳng khu vực bên trong, nếu mà nhà có công chuyện thì có thể đi khu vực sảnh phụ này. Và hai bên sảnh chính, sảnh phụ thì chúng tôi có thiết kế khu vực bồn hoa để đưa cái không gian xanh cho công trình. Các bạn nhìn thấy hệ mái thì chúng tôi làm rất đơn giản thôi, chủ yếu kết hợp bởi các cái màu sắc hay tôi gọi là cái áo mà tôi mặc cho công trình, tức là các cái màu sắc của vật liệu làm sao cho công trình nó tôn lên vẻ đẹp nhất. Và cái quyết định chính của công trình đó chính là cái hình khối, chứ không phải là cái chi tiết đắp vẽ qua giường già quá cồng kềnh. Thì các bạn nhìn thấy hình khối đã nói lên tất cả đúng không ạ? Kết hợp và chúng tôi mặc thêm cái áo cho gia chủ nữa thì công trình cực kỳ đẹp long lanh. Và các bạn nhìn thấy ở đây thì tí nữa tôi chia sẻ cho các bạn diện tích của công trình không phải là quá lớn đâu, nhưng mà nhìn vào đây các bạn nhìn nó thấy công trình cực kỳ là đồ sộ và cảm giác như là nó rất là to đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng tôi tạo hình cho công trình của anh Khuất Bảng ở đây. Ok, các bạn có thể quan sát tiếp các góc nhìn khác của công trình này nhé. Đây là một góc nhìn khác, góc nhìn gần như là trực diện ở khu vực mặt tiền của công trình. Đấy, ở toàn bộ khu vực G phân tầng giữa khu vực mái và khu vực sử dụng của tầng 1 thì chúng tôi làm những cái chi tiết trang trí G phào, làm sao cái này nhìn vào người ta nhìn nó phải nổi cái khu vực G phào này lên để tạo rõ cái vẻ đẹp của công trình, chứ tránh trường hợp mà chúng ta để thuần thuật từ tầng 1 lên tận khu vực tầng mái này thì nó rất là xấu. Các cái khu vực cột sảnh chính thì chúng tôi làm to các cái đấu ở dưới chân, ở bên trên thì chúng tôi làm hệ cột trụ như thế này đó. Và
các cái khu vực mái chéo thì chúng tôi cũng đắp các cái gờ to khỏe khoắn và sơn màu trắng để kết hợp với màu xanh thì công trình cực kỳ là nổi bật. Đó. Đây là một cái góc nhìn khác của công trình ở bên hông. Đó, nhìn trực diện từ nhìn từ dưới nhìn lên. Ở đây thì có một cái khu vực nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Đấy, thì chúng tôi xây tách riêng bên ngoài đúng yêu cầu gia chủ và có để cái tét nước ở lên trên nhà vệ sinh này. Ở khu vực cổ bậc thì chúng tôi ốp đá màu trắng. Đấy, còn toàn bộ các cái mặt bậc chúng tôi sử dụng đá màu đen như bạn nhìn trên hình ở đây. Thì sau anh khuất bàn thì anh chỉ cần chọn cái loại sơn đúng như cái màu chúng tôi chỉ đạo và các loại vật liệu như vậy thôi. Thì công trình anh sẽ còn long lanh hơn rất là nhiều so với bản vẽ. Thì sau khi công trình xong thì chúng tôi sẽ quay lại thăm nhà anh để review cho bạn xem là thực tế nó lên như thế nào. Thì ở đây chúng tôi cũng thiết kế luôn cho gia chủ hệ sân, hệ tường rào, cổng để gia chủ sau có thể là quy hoạch lại khu sân vườn của mình làm sao cho hợp lý. Và khi đặt cái công trình mới xây dựng vào thì diện tích thừa thiếu so với khoảng sân vườn này là bao nhiêu thì gia chủ có thể nhìn thấy luôn. Đó. Chúng tôi xem rất là nhiều góc độ chi tiết cho gia chủ luôn. Rồi các bạn có thể ngắm lại công trình này một lần nữa nhé. Các bạn có thể dừng hình điện thoại hoặc tivi để ngắm kỹ lại vẻ đẹp của công trình này. Và tí nữa tôi sẽ chia sẻ diện tích các bạn sẽ thấy bất ngờ. Đấy, nhìn nó rất là hầm hố, rất là to, đồ sộ như này đúng không ạ? Thì các bạn sẽ biết ngay diện tích công trình là bao nhiêu. Rồi, trước khi mà chúng ta đi sâu vào công năng và diện tích của công trình thì chúng ta sẽ khám phá xem là cái khuôn viên hiện trạng khi mà chúng tôi để đến khảo sát cho anh khuất bàn như nào nhé. Ok, thì hôm nay đoàn chúng tôi đi thì gồm 3 người. Tôi giám đốc công ty, bác Trường, anh Trung và bác Trường 4 người. Sorry mọi người. Và đi đến địa điểm chỗ nhà anh khuất bàn. Thì đây, thì là bố của anh đây. Bố anh cụ rất là minh mẫn. Tuy cụ rất là nhiều tuổi rồi nhưng mà rất là khỏe và minh mẫn các bạn ạ. Đấy, thì chúng tôi đang có đo đạc khảo sát thiết kế cho anh. Các bạn có thể xem qua cái khuôn viên nhà anh ở đây. Khuôn viên rất là rộng rãi, thoải mái. Đấy. Đây là cái khu vực cửa đi. Tôi đã nói rồi công trình này có hai cửa. Đây thì chúng tôi sẽ bay lên các bạn nhìn kệ. Dễ hơn đây, toàn bộ cái công trình cũ này sẽ được đập bỏ hết. Chúng tôi sẽ dùng flycam bay lên tại vì công trình này nó diện tích rất là lớn và đan xen cả công trình cũ. Đây, đấy, cái ô tô chúng tôi đang đứng đây này. Đấy, thì cổng đây là cái cổng. Một cổng để đi vào thẳng bên trong khuôn viên này, khuôn viên các bạn nhìn thấy nhá. Đấy, zig zag này, giật về đây, zig về đây. Đấy và lại một cái cổng nữa ở cái ngõ này thì cổng này chưa mở thì chúng tôi sẽ mở một cái cổng. Đấy, như các bạn đang nhìn ở trên ảnh ở khu vực đây, đây cái cổng này này, đấy là cái ngõ đấy, đấy ở cái ngõ này, còn toàn bộ cái công trình nhà cũ này sẽ được đập bỏ đi và khuôn viên đất nó sẽ rích rắc như thế này, đó. Thì chúng tôi sẽ thiết kế làm sao cho cái công trình nó hài hòa nhất với cái khuôn viên sân vườn đây và đúng công năng cũng như là số tiền mà gia chủ đang có. Thì bây giờ các bạn sẽ xem cái công năng chúng tôi giải quyết bài toán này như nào nhé. Đây là bộ hồ sơ thiết kế của anh rất là dày, tuy là nhà vườn thôi nhưng mà nó phải khoảng hơn 150 tờ. Đấy, tôi có 3D view đầy đủ hết cho công trình này. Đây là kiến trúc này, đây là mặt bằng tổng thể này. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ cùng khám phá về diện tích của công trình. Từ tim đến tim, tôi tính từ tim đến tim, cái chiều ngang của công trình là 11m753. Đấy, chúng tôi chia làm 5 lưỡi trục, trục A, trục B là 4m155, trục B đến trục C là 2m79, trục C đến D là 1m015 và trục D đến trục E là 2m925. Còn chiều ngang của công trình như các bạn đã nhìn thấy trên hình ở đây. Đấy. Chiều ngang của công trình tính cả khu vực sảnh thì nó là 11,435. Đấy, còn nếu mà tính từ trục thì chúng ta chia làm 3 trục, trục 1 đến 2 là 4m và trục 2 đến trục 3 là 3m89. Ok, bây giờ tôi sẽ bo diện tích sử dụng cho mọi người xem. Đấy là diện tích cả sảnh thì nhìn nó khủng khiếp đấy thôi. À, tôi sẽ bo diện tích sử dụng cho bạn xem nhé. Để xem công trình của anh nó có diện tích sử dụng như thế nào. À, tôi sẽ kể cả cái khu vực vệ sinh bên ngoài nữa đi. Rồi, tôi sẽ bỏ sảnh nha. Nó sẽ rơi vào 91
1,654 m2. Tôi tóm lại là cả vệ sinh đấy, và tất tật các phòng bên trong thì cho là 92 m2 đi, 92 m2, 92 m2 đấy. Như vậy tôi bảo rồi, công trình này có diện tích rất là vừa phải thôi đó. Nhưng rất nhìn bên ngoài thì cực kỳ là hầm hố hoành tráng và không kém cạnh những công trình có diện tích là 101, 102 đấy, hoặc là 130 m2 đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái điểm mà chúng tôi giúp cho anh Khuất Bảng là nổi bật lên công trình và không hề kém cạnh bất kỳ công trình nào, mặc dù diện tích nó chỉ có 92 m2 thôi. Còn bây giờ công năng sử dụng các bạn cùng tôi khám phá nhé. Công năng sử dụng của anh ấy thì anh yêu cầu chúng tôi đó là anh cần một phòng khách rộng rãi thoải mái trên 40 m2. Thì đây chúng tôi thiết kế cho anh khu phòng khách là 43 m2, nhưng mà không thể mỗi công trình mà có diện tích 92 m2 mà một cái phòng khách chiếm trên 40 m2 không thể được, thì chúng tôi kết hợp luôn với khu vực bếp, tức là phòng khách và phòng bếp chung với nhau là diện tích là 43 m2 đấy. Và đây để ngăn cách thì chúng tôi sử dụng hệ lam đấy, sử dụng hệ lam là bê tông sơn giả gỗ như thế này đấy, và đây vào thẳng bên này là khu phòng bếp luôn. Tiếp đến anh cần đến một cái phòng thờ khép kín, ở đây chúng tôi làm cho anh một khu phòng thờ khép kín là 8 m2 đấy, và có cửa sổ lấy sáng ở đây. Anh yêu cầu là đặt một cái bàn gồm 6 chỗ đấy, 6 ghế ngồi ở đây đấy, thì đúng theo yêu cầu của anh. Và anh yêu cầu là mở một cái cửa phụ ở khu vực phòng thờ đó, thì đây chúng tôi mở một cái cửa phụ ở phía bên ngoài như cái hình ảnh các bạn nhìn đây này, này cửa này mở ra là đi thẳng vào khu vực phòng thờ luôn, và đây cái cửa sổ ở khu vực phòng thờ đó. À, kế bên phòng thờ là phòng ngủ số 2 là 11 m2, đối xứng phòng ngủ số 2 là phòng ngủ số 1 cũng là 11 m2 đấy. Hai phòng ngủ này có diện tích bằng nhau, cũng giường này, bàn làm việc này, tủ quần áo này đầy đủ hết. À, cửa sổ lấy sáng đằng sau và bên hông đấy. Còn ở bên kẹp giữa hai phòng ngủ là vệ sinh WC1 5 m2, rất là tiện cho cái việc sử dụng vệ sinh chung. Và anh cũng yêu cầu là cần một vệ sinh ở phía bên ngoài, ví dụ như khách khứa thì không thể đi vào sâu bên trong này, nếu mà tiện thì có thể là đi ra bên ngoài và đi vệ sinh bên ngoài luôn. Thì chúng tôi là thiết kế cho anh một cái vệ sinh WC2 ở phía bên ngoài 4 m2 như này đấy. Đây cái khu vực này các bạn, tôi sẽ xoay lại cho các bạn nhìn cho nó kỹ hơn. Đây cái vệ sinh bên ngoài đây, thấy chưa? Đấy, tóm lại công trình có tổng diện tích sử dụng là 90 m2, bao gồm cả vệ sinh bên ngoài. Đấy, gồm sẽ có một phòng khách bếp là 43 m2, phòng thờ 8 m2, hai phòng ngủ là 11 m2, một vệ sinh chung là 5 m2 bên trong, và một vệ sinh bên ngoài là 4 m2. Đó, rất đầy đủ, rộng rãi, thoải mái. Và ở đây thì để vào khu vực bếp thì chúng tôi thiết kế cho anh ấy một cái sảnh phụ ở phía đằng sau nữa. Này, sảnh phụ ở phía đằng sau có cửa mở vào phát là vào bếp luôn. Rồi các bạn mà cần xem mô hình 3D chi tiết thì chúng tôi sẽ cắt ra cái mô hình 3D cho các bạn. Đây. Cắt cho các bạn đi. Đấy, các bạn nhìn đây. Đi thẳng vào đây và là khu vực phòng khách. Đấy, chúng tôi kê gọn cái sofa như này. Cửa này là cửa mở ra nhé. Đấy, cái sofa, tivi đây. Đây chúng tôi làm hệ lam bê tông. Đi thẳng vào đây là khu vực bếp. Cộng phòng ăn, đây là một cái cửa phụ này. Ở đằng sau này. Đấy, cửa sổ lấy sáng ở đây. Đấy, còn đây là cái vệ sinh ở phía bên ngoài. Đấy, để cho khách khứa. Đây, có thể dừng hình lại để các bạn nhìn tổng thể được cái không gian của công trình này. Đấy, còn kế bên đây là khu vực phòng thờ này. Đấy, cửa phụ để vào khu phòng thờ, và đây là cái cửa khép kín cho phòng thờ này. Ở đây có cái bộ bàn ghế, 6 ghế đúng theo yêu cầu của anh. Đây là phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2 đều là 11 m2, gồm giường, bàn làm việc, tủ, tivi. Là một cái vệ sinh chung ở đây. Đấy thì các bạn có thể ngắm lại toàn bộ không gian của cái công trình này. Ok, hoặc các bạn có thể xem cái 3D ở đây chúng tôi đây. Kia chúng tôi đổ màu, còn đây là chúng tôi in đen trắng này cho gia chủ này. Đấy, đầy đủ rất chi tiết. Thì trên thì vẫn đổ mái bằng, còn mái thì chỉ có phần đua ra thì chúng tôi đổ mái bê tông thôi, còn trong thì chúng tôi sử dụng xà gồ, thép, mạ kẽm và ngói bắn vít. Đấy, hồ sơ rất đầy đủ, rất chi tiết cho công trình của anh, mặt cắt đầy đủ các thứ. Rồi các bạn sẽ thắc mắc là thế thì công trình này thì nó tổng tiền hết bao nhiêu tiền đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cho các bạn xem dự toán của công trình này nhé. Đây, chúng tôi sẽ có một cái bảng dự toán chi tiết này. Tổng công trình của anh hết 722.794.000, tức là cứ cho là 730 triệu đi. Đó, tròn. Đấy, bộ dự toán chúng tôi rất chi tiết, để các bạn sẽ biết là từng phần nó như nào. Phần xây dựng, chi phí vật liệu xây dựng là hết 447.200.000, nhân công hết 168 triệu. Đấy, phần chi phí điện nước 85 triệu, nhân công điện nước 16 triệu. Đấy, phần có đây nó có thêm cái phần máy thi công nữa,
do chủ sẽ sử dụng đầm cóc và máy đào, thì chúng tôi tính thêm luôn cho gia chủ ở đây. Là chúng tôi tính tất các chi phí cho gia chủ và tổng ra một cái dự toán là 700 gần 730 triệu như này. Rồi các bạn thích nữa thì chúng tôi bóc tách chi tiết từng đầu một công việc cả. À, phần móng ra sao này, phần thân như nào này, phần hoàn thiện như nào này, đầy đủ tất cả các hạng mục công việc. Thì hiện nay duy nhất công ty chúng tôi trong lĩnh vực nhà phố, biệt thự nhà vườn, chúng tôi bóc chi tiết cho các bạn như này. Đây, sau đó ra đến các bạn tổng hợp vật liệu. Đấy, bao nhiêu cát, bao nhiêu đá, bao nhiêu đinh, bao nhiêu gạch, bao nhiêu sơn, bao nhiêu cửa đi, bao nhiêu khuôn cửa, bao nhiêu hoa gió, bao nhiêu hoa sắt cửa sổ đấy. Tất nhân vào ra một cái tổng tiền đấy, cho cái phần xây dựng. Được chưa? À, thích nữa thì chúng tôi sẽ thống kê cho các bạn phần điện, bao nhiêu tủ điện, bao áp tomat, bao nhiêu công tắc, bao nhiêu kim tu sét, bao nhiêu côn cút, à, công nhân ra. Tiếp đến là nhân công phần nước, đầy đủ hết cho các bạn. Ống vòi xí bệt rồi dây dẫn điện 1 x 2.5, 1 x 4 rồi cút T đầy đủ hết cho các bạn như này. Đấy, và cuối cùng là cái bảng phân tích đơn giá chi tiết. Đấy, thì bộ dự toán chúng tôi là gần 100 tờ này. Đấy, thì nói qua thì các bạn có thể là tìm hiểu được cái dự toán cho công trình trong sử dụng là 92 mét vuông đấy, chúng tôi chưa kể sảnh nhất 92 mét vuông để bạn có thể là tham khảo thêm. Còn đây kết cấu của công trình đây. Đấy, kết cấu công trình này thì đất khá tốt thì chúng tôi sử dụng là móng đơn luôn, tiết kiệm chỉ vừa chi phí cho gia chủ. Còn đây phần điện này rất đầy đủ, rất chi tiết. Phần nước này, đấy, khi mà đến đây, dịch vụ thiết kế bên công ty chúng tôi thì các bạn sẽ nhận được đầy đủ các dịch vụ như sau. Đây, đây là cái website giới thiệu cái phục vụ bên chúng tôi, thì gồm 10 bước phục vụ vàng với 10 bộ phận chuyên sâu, bộ phận khảo sát đến tận nơi đo đạc khảo sát như các bạn xem video khảo sát vừa rồi đã, bộ phận phong thủy lên phương án phong thủy, bộ phận kiến trúc, bộ phận kết cấu, bộ phận điện nước, dự toán, bộ phận ảnh 3D, bộ phận video review video, bộ phận giám sát quyền tác giả. Đấy, đầy đủ cho các bạn. Thì các bạn cứ nghiên cứu công ty chúng tôi so với công ty khác thì các bạn sẽ thấy ngay cái điểm khác biệt của công ty chúng tôi so với công ty khác, là chúng tôi làm đầy đủ chi tiết cho các bạn để làm sao các bạn có một cái công trình hoàn mỹ nhất như các công ty khác. Phong thủy tách riêng, sân vườn tính riêng, nhưng ở đây chúng tôi có đầy đủ cho các bạn, vẽ cả sân vườn cho các bạn, phong thủy cho các bạn. Ở đây không phải là một người làm ra cho các bạn nhé. Tất nhiên tiền nào của đấy, nó sẽ có rất nhiều đơn vị giá rẻ, tại vì họ có thể là làm một phần, hoặc là họ sẽ không làm đến nơi đến chốn, không đầy đủ như chúng tôi, hoặc là không áp dụng những công nghệ hiện đại, cứ 2D có 3D, hoặc là các trang thiết bị khảo sát tối tân giống như chúng tôi. Đó, thì họ sẽ tách ra. Thì hoặc là họ chỉ là những cái cá nhân thiết kế đơn lẻ. Chúng tôi thì đến khảo sát thiết kế cho rất nhiều gia đình, họ tâm sự tôi là cháu của họ này, bạn bè của họ, hoặc là trường hợp gần đây nhất đó là một người em trai đấy, cũng làm trong lĩnh vực về xây dựng, xong rồi cái bà bác chủ này, bác nhờ em trai là thiết kế cho bác ấy, nhưng mà cuối cùng đưa mấy phương án không đồng ý, rồi cuối cùng bác vẫn phải gọi công ty chúng tôi. Thì các bạn chú ý giúp tôi đó là trong thiết kế có rất là nhiều loại thiết kế khác nhau, thiết kế công trình công cộng có, thiết kế công trình công trường học công sở lại khác, và thi thoảng với thiết kế nhà dân là khác, đúng không ạ? Và chúng tôi làm hàng trăm công trình rồi, từ nhà phố, biệt thự, nhà vườn, thì chúng tôi là những người chuyên nghiệp, chúng tôi làm chuyên về cái loại thiết kế này rồi, thì hãy để công việc đó cho chúng tôi, đúng không ạ? Nếu mà nhờ người quen, người thân, tất nhiên tiền sẽ không phải mất, đúng không ạ? Có thể giá thiết kế rất là rẻ đấy, nhưng cái sản phẩm bạn nhận lại nó tương ứng, đúng không ạ? Đến lúc xấu bạn cũng không chửi được, bạn cũng không chê được, đúng không ạ? Bạn cũng không dám góp ý. Rồi đây là một cái công trình bạn bỏ ra cả một đống tiền cho gì ạ? Cái ngôi nhà ước mơ của mình, chẳng lẽ bạn lại chót một cái số tiền rất nhỏ so với tổng tiền xây dựng. Hãy bỏ ra cho những cái đơn vị chuyên nghiệp như chúng tôi là để giúp cho các bạn có một cái ngôi nhà đẹp về mặt không gian, về mặt phong thủy, về mặt thẩm mỹ. Hãy để những cái thiết kế đó cho chúng tôi, những đơn vị chuyên nghiệp như chúng tôi làm. Các bạn chỉ cần gì ạ? Chuẩn bị tiền, phân bổ tài chính, và gì ạ? Chờ cái ngôi nhà ước mơ của mình dần dần thành hiện thực mà thôi. Chứ tránh trường hợp mà chúng ta ham rẻ, hoặc là chúng ta tiết kiệm phần thiết kế rồi đến lúc lên cái công trình của chúng ta trả ra gì cả thì rất là buồn. Đặc biệt giống như những người mà anh khuất bảng ở đây là anh ấy đi rất xa, anh cũng chưa từng gặp mặt chúng đi, chúng tôi là chúng về chúng tôi chỉ gặp bố của anh thôi. Đấy, nhưng mà anh rất tin tưởng bên công ty chúng tôi, đặt niềm tin ở công ty chúng tôi, tại vì anh muốn là gì ạ? Không muốn nhờ một người thợ ở đâu đó, ví dụ về 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 quê thì một số
thành viên trong gia đình anh bảo là thôi gọi một ông thợ đến xây bừa đi là ok đấy, nhưng anh không muốn điều đấy, anh muốn là nhìn thấy tác phẩm trong tương lai của anh đấy, và anh muốn cái đồng tiền của anh bỏ ra nó là xứng đáng đó, và đây là ngôi nhà tương lai và sau này nó sẽ thành hiện thực y như vậy thôi, và các bác thợ chỉ có thể triển khai thực hiện và tiến hành hoàn tất cho anh thôi đấy, chứ không phải giống như các cái công trình của người khác là bỏ ra một đống tiền rồi sau công trình của mình nó chả ra gì cả, đúng không ạ? Đấy, vừa xấu vừa không hợp lý mà về lại rất bị thất vọng đấy, thì tránh cái trường hợp như vậy các bạn cần có thiết kế, cần có thiết kế. Thì ngoài cái việc mà chúng tôi chia sẻ này giúp các bạn có thể tham khảo thêm về công năng sử dụng cũng như cái thẩm mỹ cho công trình tương lai của mình, thì tôi muốn các bạn là thay đổi tư duy và chúng ta cần phải có thiết kế. Đây là thời đại gì ạ, lại công nghệ thông tin thời đại 4.0 rồi, chứ không phải là như các cụ ngày xưa là chúng ta gọi một người thợ xem một cái mẫu mã đó hoặc xem một cái ảnh nào đó chúng ta cứ làm theo, đó không phải là cái thời đại đấy nữa rồi, đúng không ạ? Chúng ta hãy thay đổi tư duy đi để chúng ta có một cái công trình đáng gì ạ, đáng tự hào, đấy là công trình của riêng ta. Và khi khách hàng đến, cái bạn bè của bạn đến, người thân của bạn đến, họ phải thốt lên rằng nó là quá đẹp và quá là tiện ích đó, và bạn phải tự hào về ngôi nhà đó. Thì đấy là những cái triết lý mà chúng tôi đưa lại cho khách hàng. Thì hy vọng thông qua clip vừa rồi bạn có thể hiểu hơn về công ty chúng tôi, và các bạn cứ so sánh công ty chúng tôi với các công ty khác. Nhớ cần dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp alo chúng tôi thì chúng tôi tư vấn và báo giá cho các bạn. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video chia sẻ tiếp theo, hoặc là các bạn có thể vào website mẫu nhà cấp 4.vn là số 4 đấy, mẫu nhà cấp 4.vn để tham khảo hàng trăm cái mẫu nhà vườn khác mà chúng tôi thiết kế ở trên 63 tỉnh thành. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Kisato và ấn vào nút chuông thông báo để nhận được nhiều các mẫu nhà vườn khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.